coi xe ở đây thích lắm, có nghĩa là họ mở cửa xe hết, mình muốn mở muốn muốn coi xe nào mình mở cửa mình coi thôi. Đó, xe nào mình cứ mở ra mình coi thoải mái thôi, mình ngồi vô xe. Đây mình coi chiếc Lexus này đi, NX 300 đời 2021 luôn, mới chạy có 16.000 mai à, bán có 34.000 thôi cả nhà. Má ơi nó rẻ. Ê, thất bại cả nhà ơi, mua không được. Bạn này tiếp rất là dễ thương, chiều giờ 3 tiếng đồng hồ rồi bạn. Và đây chiếc xe mình mua Honda Odyssey đời 2019 giá 34.000. Mình tới nay mình không nghĩ là mình mua trả góp được cả nhà. Mình nghĩ là chắc mua bằng tiền mặt rồi. Hello Lori, con thích xe không? Thích xe này không? Hôm nay là ngày 25 tháng 7, tròn một tháng Việt Lê tới Mỹ, và cũng đã mua được cho mình chiếc xe đầu tiên ở Mỹ. Yeah, vui quá là vui. Hoàng hôn ở Mỹ đẹp quá con ha. Bà chạy thể dục toát hết mồ hôi nè con. Yeah cái nào? Yeah. Nay đi coi xe, đi mua xe. Mua xe bên này phải book lịch trước rồi cả nhà. Đây là cái Camax, trung tâm chuyên xe cũ trên đất Mỹ, có cả có mấy trăm cái hay là cả ngàn cái cửa hàng như vậy khắp nước Mỹ luôn. À, mình chọn mua xe cũ ở đây, xe cũ lướt nhiều lắm, chạy 10.000 mười mấy 20.000 bán đầy luôn. Cả nhà thấy không, nó mênh mông quá trời xe luôn, đủ thế loại hết, xe sang, xe thường, xe cỏ, xe hạng thương gia gì đầy đủ có hết nữa nha. Mình vô đó mà xe ở đây họ không có che chắn gì hết, để lộ thiên, để phơi nắng phơi mưa vậy đó. Phải nói xe hơi bên này giống như là xe máy Việt Nam mình thôi mà. Ok, để vô coi thử coi. Đây là cả nhà, ui bao là bát ngát, đủ loại xe, mẹt, BMW, xe Hàn, xe Nhật, xe Đức, xe Mỹ, đủ hết. Này có Tesla nữa nè. Nó sẽ chia theo khu, dòng xe, sedan hay là SUV, mini SUV hay là minivan. Đây là nguyên đóng minivan, Honda Odyssey với lại Sienna, có Kia Sedona, còn bản Việt Nam mình ở bên này, Kia Sedona Việt Nam bên này nó gọi là Carnival. Nhưng mà bên này thì ít người chạy Carnival lắm, ít. Người ta chạy Odyssey với lại Sienna là nhiều. Đây là Lexus, đủ thể loại Lexus. Thì đặc biệt ở đây thích lắm, coi xe ở đây thích lắm, có nghĩa là họ mở cửa xe hết, mình muốn mở muốn coi xe nào mình mở cửa mình coi đó. Mở phóng to ra chút. Mình muốn coi xe nào mình cứ mở ra mình coi thoải mái thôi, mình ngồi vô xe. Đây mình coi chiếc Lexus này đi. Ok, mình ngồi vô xe mình coi thoải mái, mình coi mình ướm thoải mái, chỉ có không đề máy nổ được thôi. Mình coi nội thất đó. Chiếc này là mới lẻ có 16.000 mai thôi nè. Một chiếc Lexus con này nè, NX hay NX hay NC hay RX đây. NX 300 đời 2021 luôn, mới chạy có 16.000 mai à, bán có 34.000 thôi cả nhà. Má ơi nó rẻ. Sao rẻ vậy? Bán có 34.000 mà có 35.000 thôi, là tính ra có 700 mấy 800 triệu thôi cha, có 800 triệu thôi cho một chiếc Lexus đời 2021 NX 300 ở Việt Nam chắc 2-3 tỷ ha. Yeah, quá rẻ luôn cả nhà. Lexus miên man luôn, quá trời. Để kiếm con RX, thử con RX nó dòng cao hơn. Rồi cái này gọi là C300 nè, rồi C300 thử coi bán nhiêu. Có 25.000 thôi đời 2018 à, chạy 68.000 mai, 25.000 thôi, tính là 600-700 triệu à, 600 triệu à. Nhiều lắm. Xe Mỹ rất là rẻ, rẻ lắm, rẻ lắm. Audi thì cả nhà nếu mà mê xe, clip này chắc mấy anh mê xe là thích coi hơn đúng không? Audi nè, Audi mấy, cái này Q mấy, cái này Q5 nè. Volvo, Volvo XC, cái này sedan, sedan có đầy đủ hết. Bên này nguyên một đống mẹt, AMG với lại GLC 200, 250, 300 rồi đó.
Volvo gọi là mệnh danh là xe an toàn nhất thế giới. Rồi mấy xe hàng Hyundai bao la hết. Thì sẵn đây đi coi, mình quay cho cả nhà coi sơ cái bãi xe của họ, phơi nắng phơi mưa, nắng vậy nè, phơi vậy đó, giữa trời nắng bên kia là bán tải, một nụ bán tải luôn, quá trời quá đất. Cho nên là Jeep, một hàng Jeep luôn, quá trời Jeep. Rồi lên đây tới hàng chính thức, Jeep là của Mỹ ha, Jeep quá trời Jeep, quá trời Jeep luôn, Jeep nhiều ghê. BM con này X3 X5, à con còn X2 nè, còn X2 bán nhiều tiền, X2 là 28 bán có 23.000 à. Oh man, sáng bữa mua chiếc này cho bà vợ đi ta. Coi X2, bìm nó X2. Dẫn động một cầu, ABS cruise control đầy đủ hết á, sửa ghế rồi. Những thông tin mà mình sẽ coi được trên này, những cái tính năng trên xe đó, cruise control ABS nè, khởi động điện nè, ghế da nè, ghế sửa ghế mùa đông nè đó, ghế chỉnh điện nè đó, những Audio City, những bắt kịch gì đó, có full roof rack nè, những cái trên này để mình chở mấy đồ đi đó. X2 xe lướt, hầu như trong ca mắt rồi xe lướt hết cả nhà ơi. Thôi sơ sơ vậy đủ rồi, mình vô nói chuyện với họ coi làm sao. Mình nhắm con Sienna với kia, con Sienna với kia mới chạy có 30.000 mai thôi, rồi 2021 bán có 37.000, làm giấy tờ ra nữa thằng thêm ngàn nó 38.000, quá rẻ cả nhà. Hôm qua mới coi trên Facebook thấy ở Việt Nam có anh kia anh đăng lên bán 4 tỷ mấy. Wow, bên này tính ra có 800 mấy triệu. Và đây là cái chỗ mà anh em off-road đam mê nè, bán tải một nùi luôn. Bên này có bán tải Ram Mỹ nè, Ram nè, bộ mắt không đâu, còn Ford nè. Ford F-150 ở Việt Nam cũng là một cái niềm mơ ước của nhiều anh em đam mê bán tải á. À, bên này thì chạy đầy đường luôn. F-150 đây, F-150 cũng nhiều bản lắm, F-150 cũng nhiều bản lắm. Mà xe Zin cũng có, xe lên cũng có, thằng này lên độ lên Spacer rồi nè, cái bánh đó ra ngoài. Quá trời quá đất à. Phải coi thử một chiếc F-150 giá bao nhiêu ha. Coi giá 46.000 đời 2020, nhà nóng. À, mới chạy 23.000 mai thôi, 8 mấy 500. Wow. Rồi coi phía trong thử F-150 rằng sao. Đây là cái password để mình mở cửa cái dòng xe này nó dậy. Nóng. Mình lên mình ngồi thử chiếc F-150 rằng sao nha. Đúng cơ bắp luôn á cả nhà. F-150 nó cơ bắp luôn á, nó ghế sau nè rộng rãi, nói chung rộng lắm, đúng cơ bắp luôn. Dành cho anh em nào mê mà bán tải nhưng mà nó thiên về hướng luxury á, ốp gỗ này nọ kìa, bán tải mà vẫn ngầu, vẫn luxury, vẫn hầm hố, giống như con tháp lô nhìn vuông vuông vậy nè, giống trong phim Transformer á, cái con Optimus á ha. Wow, cool. Ok, đi vô đã nóng quá. Xe họ để nè, cái nắm đấm tay đã chưa? Để mở tay ra bấm nè. F-150. Đây là Ford Mustang. Hai cửa. Anh em mê xe Mỹ nhưng mà tốc độ coi trên phim Fast and Furious là nó đây cả nhà. Đời 2019. Phong mới tăng GT 62.000 mai, ui da nóng, bán 34.000 à, bán 35.000 thôi à. Có màu xanh này đẹp quá, cơ bắp nhưng mà lại tốc độ hầm hố. Yeah, bên này mới tăng rồi, chạy cũng nhiều lắm.
Nó vậy đó. Ok. Rồi quay một chút mấy cái xe rẻ rẻ. Mua để đi làm hàng ngày chơi chơi thì được. Đây 12.000. Có 12.000 đô la Mỹ thôi. Chạy 93 càng mai rồi. 2014 Kia Ford. Ok. Yeah, mười mấy 20.000 cũng nhiều mà. Chiếc 15.000 nữa nè. À, nhiều lắm. Rồi. Civic. Civic hai cửa nè cả nhà. Civic hai cửa. Civic hai cửa bán nhiêu tiền? Civic hai cửa bán là 2015 EX 106.000 mai mất rồi. Chưa có giá. Cơm 20.000 là cùng mười mấy 20.000. 16.000 con này. Ok. Ơi. Thất bại cả nhà ơi. Mua không được. Mua bằng finance á, có nghĩa là mình vay ngân hàng á. Mình vay mình mua không được. Mấy cái điều kiện kia thỏa rồi, có bằng lái ở đây, muốn mua á là phải có bằng lái xe, có bằng lái xe rồi. Mình bỏ tiền down cũng nhiều, nghĩa là bỏ tiền trước, bỏ trước 30.000 à, hai mấy ngàn. Nợ là khoảng chừng 10 mấy ngàn thôi. Cũng ok, mọi thứ ổn hết. Với con cái là nó cần cái bảng lương. Chưa đi làm thì không có bảng lương. Không bảng lương thì không vay được. Quên mất cái vụ này, Việt Nam cũng vậy thôi, không có bảng lương, không có thu nhập sao ta cho vay. Ta dựa gì cho vay mà quên mất cái chuyện này ha, cũng hơi ngớ ngẩn thật. Mình nghĩ là vay được, hơn bữa lên gặp một lần nó kêu ok vay được, trường hợp vay được. Cái này là không được. Hay da. Là phải mua bằng tiền tươi à. Bằng tiền tươi thóc thật rồi. Có nghĩa là mua đứt bằng tiền mặt luôn. Bằng thẻ tín dụng cũng được nha cả nhà. Thẻ tín dụng cả nhà Việt Lê có thẻ tín dụng của ngân hàng Việt Nam á. Là của Techcombank á. Mà cà thẻ là cũng chịu. Cái ủa sao có thẻ này tao dùng để đi siêu thị, đi mua máy tính, mua laptop bình thường hết. Ở bên Mỹ bình thường là sao mua xe không chịu, nó không thể lấy cái loan này. Tao mày mua đứt nhưng mà tao lại dùng cái loan của ngân hàng khác gì đó. Không được. Nên là phải là hoặc là tiền tươi, hoặc là thẻ debit card, là thẻ tài khoản mở bên này cả nhà, rồi nhà bỏ tiền ở đó ra cài thì được, chứ còn thẻ credit của Việt Nam cũng được luôn. Cái kiểu mà mình đi vay á thì mà kiểu không có đầy đủ hồ sơ á, họ tiếp mình cũng không nhiệt tình đâu cả nhà. Họ biết là cái ca này không có thành công rồi, tiếp không nhiệt tình. Để vô xe nói tiếp nha cả nhà, đỡ ồn. À, đây là cái xe chiếc Mazda CX-5 mình thuê. Một con mũi vô xe phải không? Không phải. Mình thuê để mà mình đi công việc. Mình thuê theo ngày hoặc thuê vài ngày mình thuê cũng được. Thuê thì đơn giản, thủ tục thuê đơn giản lắm. Mình có là hướng dẫn ở nhà clip thuê riêng. Thì ở nhà lúc trước qua đây thì cũng nghe nhiều người đi trước kêu qua chưa có gì hết, chỉ có mua bằng tiền mặt tiền tươi thôi. Thì mình cái kiểu mà người trẻ như mình á, mình cũng háo thắng á, lên thì mình đối chất, mình chia sẻ với họ hoàn cảnh của mình á, nhưng mà luật là luật à, luật là luật à, không được. Thì phải mua bằng tiền mặt thôi, mà mua bằng tiền mặt thì tốn khá nhiều, bởi vì mục đích của mình là muốn mua bằng vay ngân hàng mua á. Ở nhà là mục đích là bởi vì là mình muốn có hai lý do. Thứ nhất là nhẹ cái tiền xe lại để mình dùng cái tiền còn lại để mình làm cái chuyện khác. Thứ hai là mình cũng muốn vay để mà mình build cái điểm tín dụng của mình đó. Mua xe build điểm tín dụng rất là tốt luôn. Mình cũng muốn như vậy cho nên là mình muốn vay. Tiền thì đủ để mà mua đứt cái xe, nhưng mà nghĩ lại thì nó vẫn thực sự là không đáng. Bởi vì thời gian mình mới qua, mình cần tiền để mà mình trang trải nhiều thứ. Mình chứ không thể đổ hết một lần vào cái xe được. Thì bây giờ sẽ có hai option xảy ra. Lúc nãy họ nói là không được thì bây giờ mình mới đi bộ dạo một vòng ở cái sân xe á. Thì có hai option xảy ra bây giờ. Thứ nhất là mình sẽ phải mua một con xe
con xe mình định mua là chiếc Sienna trị giá 38.500 lăn bánh luôn á, sang tên luôn á, rẻ nha ha, tính là xe đây rẻ quá rẻ đi. Ở Việt Nam phải 4 tỷ á, 4 tỷ mấy á, xe cũ á nha, 4 tỷ mấy Việt Nam, ở đây tính ra khoảng 900 triệu à, cho một con xe đời 2021 mà mới chạy có 30.000 cây, 30.000 mai à, quá là mới, mới lắm. Nhưng mà thật ra thì xong khúc rồi, có lúc ở Việt Nam hồi xưa mình á, thì cũng mua cái xe 1 tỷ mấy, nó cũng đơn giản nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà khi qua đây á, thì mình phải tính toán cho kỹ cái dòng cái đồng tiền của mình ở xứ Mỹ này, nó khác, cái cách chi tiêu nó sẽ khác ở Việt Nam, nên tất cả mọi thứ đều mình mới qua mình đều phải cần có một cái tính toán. Thì mình cũng muốn là nó phải giống với tất cả những cái người mà qua đây mới ban đầu, thì mình phải học hỏi kinh nghiệm của họ, và mình cũng đang vận dụng điều đó và cũng sẽ pha những cái mới của mình vào, bởi vì mỗi thời điểm mỗi khác, người qua đây 10-15 năm trước nó khác ở thời điểm 2023 này chứ. Thì mình sẽ cố gắng đưa ra những cái kinh nghiệm. Thì bây giờ mình sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một á, là mua cái xe, thay vì mua cái xe 38.000 á, thì mình sẽ mua cái xe rẻ tiền hơn, tầm 20-25.000. Bởi vì nhà biết sao không? Bởi vì mình phải mua hai chiếc xe chứ không phải mua một chiếc đâu. Một chiếc để mình đi làm, một chiếc là cho bà xã ở bên này. Xe hơi giống như xe máy Việt Nam mình, mỗi người mỗi chiếc, mỗi người mỗi công việc khác nhau. Thì chiếc cho bà xã mình sẽ chở bé Dory đi học hàng ngày, một chiếc mình đi làm. Thì không thể nào mà mình đổ hết 40.000 đó mình vào mình mua một chiếc xe được, thì mình sẽ chia ra. Vì Lê đang nói trong cái khoản budget Việt Lê để dành ra nha. Dĩ nhiên thì số tiền thì mình đem qua đây sẽ nhiều hơn thế, nhưng mà mình đang muốn nói là cái budget của mình chỉ dành cho khoảng 900 triệu đến 1 tỷ để mình dành vào cái khoản mua xe thôi. Mình không muốn làm sang những cái khoản chi tiêu khác, cái khoản để dành khác. Thì mình muốn dành nó khoảng 1 tỷ đó lại cho việc mua xe thôi. Mua được hai chiếc xe nha, 1 tỷ cho hai chiếc xe. Thì cái tính ban đầu của Việt Lê là muốn là 1 tỷ đó thì sẽ mua được hai chiếc xe tốt, xe xịn, bởi vì là bỏ mỗi chiếc ra 400 triệu để mình bỏ tiền ban đầu á, tiền down xuống á. Mỗi chiếc 400 triệu thì mình sẽ mua được chiếc xe khoảng 600-700 triệu, và 600-700 triệu bên này một chiếc xe 600-700 triệu bên này ngon lắm rồi. Thì mua tới mua hai chiếc là như vậy. Thì nhưng mà bây giờ trục trặc là không vay được, thì mình phải mua bằng tiền mặt. Mà 1 tỷ mà để mua được hai chiếc xe thì mỗi chiếc 500 triệu thì nó lại không mua được xe tốt, không mua được xe mới, không mua được cái xe mà đã chạy, muốn được xe tốt mà lại còn ít cây số nữa thì nó lại mắc. Bây giờ muốn xe rẻ thì là cây số nó sẽ nhiều lên, cây số người ta đã đi á, ô đô á. Thì Việt Lê ở Việt Nam thì Việt Lê chơi đủ loại xe, cũng chạy đủ loại xe rồi. Ở hồi xưa có hợp tác với một đứa em là làm cái showroom xe hơi cũ á ở quận 2 á, thì mình cũng có tương đối kinh nghiệm trong vấn đề là mua bán xe và trade in trade out cái xe á. Thì mình thấy là qua Mỹ thì cái thủ tục nó hơi khác một chút, nhưng mà về cơ bản chung á, để đánh giá một chiếc xe, cái giá trị của nó phụ thuộc vào những yếu tố xoay quanh nó thôi, không khác nhiều. Thì giờ phải làm sao? Thôi bây giờ đi về đó, để tính toán lại coi, mình nên mua đất luôn cho rồi đi, ghét quá. Lúc mình làm finance mà thiếu hồ sơ này, thiếu hồ sơ kia, không có việc làm, họ nhìn mình như nửa mắt, khó chịu lắm đó nha. Bực bội lắm. Đúng là xứ Mỹ này mà không có tiền là người ta xem thường mình lắm cả nhà ơi. Ở đâu cũng vậy, không xứ Mỹ, Việt Nam cũng vậy, không có tiền người ta cũng xem thường mình lắm. Mà đặc biệt ở Mỹ họ nhìn vào đồng tiền, xứ tư bản mà. Họ nhìn vào đồng tiền mà cả nhà vào mà ăn mặc ngon lành đẹp đẽ, tiền qua cái phạch xuống, họ phục vụ A tới Z luôn. Này vô mình làm không mời mình được chai nước. Chấp nhận thôi, những người mới qua thì Việt Nam đang trải qua những cái thời điểm đó, các bạn mới mốt mới qua cũng vậy thôi. Thôi đi về, thế xe này ngày 100 đồng đây, là 2 triệu mấy ngày đây. Vận dụng cho xong bây giờ về dọn sang một cái nhà Airbnb khác.
Nhà Airbnb khác, mỗi nhà mình thuê khoảng 10-15 ngày thôi, bởi vì là kín lịch, là người ta kín lịch đó. Mình chỗ này chút mình dời qua chỗ khác, thì bữa nay dời sang một cái nhà này ở khoảng 3 ngày, sau đó mình sẽ dời xuống biển cho bé Rory chơi biển với đó. Thì dù gì cũng đang chờ cái nhà bên kia họ giao, tháng 9 họ giao, mình thuê nhà bên kia tháng 9 họ giao, thì mình đang ở Lan Bạc nay đây mai đó, vô canh vô cư, mỗi nơi ở chút, ở nơi ở chút. Thì mới nói là mình qua đây mà không cụ bác cụ bơ, không có người thân gia đình đó, thì mình phải chấp nhận thôi, dọn mỗi nhà chút. Tuy nhiên nhìn về mặt tích cực thì mình được ở nhiều nơi, mình thăm thú nhiều nơi, muốn ở đâu thì ở. Nhưng mà mặt tiêu cực thì thấy nó hơi buồn chút, là mình không có được sự cố định một chỗ. Thứ hai là mình tốn khá là nhiều tiền cho vấn đề nhà Airbnb này. Ok, vậy thôi. Hello, Amin. Có nước uống nha. Cho hai chai nước uống nha. Có bánh ăn không? Ở đang ở showroom của Toyota. Sorry. Showroom của Honda. Để mua một chiếc Odyssey used, Odyssey cũ đời 2019, mới chạy có 40.000 mai thôi. Màu đen. Và bạn này tiếp rất là dễ thương. Chiều giờ 3 tiếng đồng hồ rồi bạn đã tiếp rất là dễ thương. Hỗ trợ hết mình để làm cái vay ngân hàng, vay được. Và bạn nó nói là cái vay như này, khi mà bên phòng finance, là phòng gì hả, phòng tài chính đó, họ mà duyệt cho mình vay được đó, thì cái điểm tín dụng mình lên rất là nhanh. Cố gắng trả trong vòng 6 đến 9 tháng, điểm tín dụng lên rất nhanh, lúc đó là trả hết công thực, trả luôn cái xe không được. Nhưng mà Lê nói là mua cái xe này chỉ có 2-3 ngàn thôi, tính ra tiền Việt Nam khoảng 700-800 triệu, không có nhiều. Việt Nam 700-800 triệu đối với mọi người mua xe là bình thường, đúng không? Nhưng mà mình muốn build tín dụng, mình muốn xây điểm tín dụng, cho nên mình muốn mua cái xe thì bằng phương thức trả góp. Mình trả trước 20.000 đô, sau đó số còn lại mình nợ 12-14 ngàn gì đó, 12-14 ngàn, tính ra khoảng 300-mấy triệu. Nhưng mà mình muốn trả góp để mà mình xây dựng điểm tín dụng của mình. Cái mua xe này là cái điểm, là cách để xây dựng điểm tín dụng tốt nhất luôn, bởi vì cái giá trị nó lớn mà mình trả hàng tháng, trả một số tiền lớn như vậy, hàng tháng mình trả 400-500 đô á, số tiền nó lớn, trả về ngân hàng đều đặn như vậy, thì điểm tín dụng mình lên nhanh lắm, nhanh hơn so với cái việc mình xài thẻ tín dụng mà mua đồ ăn thức uống siêu thị cả 90 đồng, 100 đồng một tháng, mình trả 500-600 đô mà điểm tín dụng lên nhanh lắm. Thì đây là cách mà mình cũng học hỏi nhiều người ở trên vlog ở Mỹ, họ chia sẻ, mình làm theo. Mà tới đây có bạn này, bạn hỗ trợ rất là tốt, bạn hỏi mình qua cái diện gì này nọ kia rồi sao, rồi mày sẽ ở Mỹ forever phải không, mới đúng rồi, tao qua diện này ở Mỹ định cư Mỹ luôn. Wow, chúc mừng mày nha. Thì hiện tại bạn đó đang hỗ trợ mình rất là tốt. Ở đây tí nữa mình sẽ quay mặt bạn đó cho cả nhà coi. Tới thời phút này ổn, mình đang ngồi chờ để qua phòng tài chính. Bữa nay mình tới nay mình không nghĩ là mình mua trả góp được cả nhà. Mình nghĩ là chắc mua bằng tiền mặt rồi. Mình tới mình coi xe, cầm tiền mặt tới, mình nghĩ là chắc mua xe bằng tiền mặt rồi. Mình không thể nào trả góp để mình xây dựng tiền, không thể nào xây dựng được tín dụng được rồi. Ai ngờ bạn đó, mình chia sẻ hết những cái khó khăn của mình ra ở vậy đó, mình chưa có gì hết. Mình chuẩn bị tháng tới mình đi làm đó, mình có cái job offer, là có cái thư mời làm việc của công ty chạy gà đó. Chưa đi làm mà chưa có bảng lương, ai mà cho vay. Thì mình đưa ra vậy đó, bạn đó chạy lại phòng tài chính hỏi mấy lần, quyết định sau nó cuối cùng kêu là approve, chấp nhận cho mày vay. Nhưng mà chưa biết lãi suất bao nhiêu đây. Cả nhà theo dõi, qua đó mà lại lãi suất trên 20% là không vay, trên 20% chắc là mua cần tiền mặt quá. 20% một năm thì chia ra một tháng trả chết luôn, thấp 10-mấy% chơi được. Chờ xem nha. Bây giờ là 8:24 tối rồi, bộ phận tài chính họ vẫn đang làm việc để họ xét cái case của mình. Và đây chiếc xe mình mua Honda Odyssey đời 2019 giá 34.000. Nó ghi vậy thôi chứ mà trả giá xuống còn được 31.000 mấy. Và đây là cái dealer Honda.
Good. Go. Okay. She tell me everything is good now. Start. You ready? Yeah, ready. Come on. Come go. On. Let's get it. Chấp nhận với tỷ giá là 10, với mức rate là 16% một tháng. Ổn. Với mức mình dự đoán là tầm khoảng 17 nhưng mà ở đây họ tính có 16 thôi. Thông thường là nếu mà không có thẻ không có credit score thì tầm không có điểm tín dụng á thì tầm khoảng 17 tới 25%. Nhưng mà ở đây họ tính cho mình là 16 thôi. Hẹn 3 giờ chiều ngày mai mình quay lại để mình trả full tiền rồi sẽ lấy xe. Ok. Không nghĩ là tới cuối ngày mà vẫn giải quyết được cái chuyện này. Hy vọng ngày mai mọi chuyện suôn sẻ tốt lành. Bây giờ về đã 9 giờ rồi, 9 giờ kém rồi. Bây giờ phải về, phải dọn sang một cái nhà mới. Dọn bây giờ cô Dori đang ở nhà chờ hối nãy giờ có ba sao ba chưa về. Dọn sang nhà mới. Trễ rồi giờ trời cũng bắt đầu tối rồi, 9 giờ bắt đầu tối rồi. Ok. Một ngày busy ha. Sáng qua kia chiều qua đây. Tối ngủ phải cả 6-7 tiếng cho cái chuyện mua xe ngày hôm nay. Chào buổi sáng cả nhà. Buổi sáng đầu tiên ở cái nhà Airbnb thứ ba. Đây là nhà thứ ba trong vòng 1 tháng đầu tiên ở Mỹ. Một tháng mình ở tới 3 căn nhà Airbnb. Rau tùm lum hết, lo quá trời chuyện xe cổ giấy tờ. Rồi bây giờ mình đi trả xe. Đây là cái khung cảnh nhà phía trước của căn nhà thứ ba. Thì chiếc xe này giờ mình sẽ đi trả. Mình thuê một ngày 100 đồng mới cả nhà, 100 đô á là 2.3 triệu Việt Nam, mà 2.4 triệu Việt Nam mình. Cho nên đi trả rồi thuê để mình lo mấy công việc xong xuôi. Thì mình đi trả chiều nay mình sẽ đi Uber lên cái chỗ mua xe để mà mình lấy xe chứ không thuê xe nữa. Lấy xe thì mình chạy về. Hy vọng chiều nay thủ tục nó suôn sẻ. Đi chạy xe, thuê xe thì clip tập trước Việt Lê có nói là sáng nay trời đẹp quá. Trời xanh và cao. Nhà phía trước cỏ họ cũng cắt tươm tất cả nhà, ok phết. Tính ra khoảng thuế phí xong luôn khoảng 101 ngày. 101 ngày. Đẹp, 3 phòng ngủ. Mọi thứ tươm tất sạch sẽ. Chủ nhà cũng người này người kia mà ok, chủ nhà này good. Thôi đi. Giờ chạy ra McDonald's mua cái hamburger gặm rồi đi trả xe luôn. Nhà ok rồi, có được cái bản số tạm để đi tạm rồi. 30 ngày nữa nó sẽ gửi bản số về nhà của mình. Đây là cái phòng của ông sếp nè. He tell you about the 45? 45 what? The 45, oh, you recording? Yeah. For this moment. Yeah, anh đang lắp cái bảng số phụ cho mình. Cái này là temporary thôi, có nghĩa là bảng số tạm thời thôi. À, để mình chạy trong vòng 30 ngày. Need to wait for 30 days, they will send me the first payment, yes. Yeah, yes. First payment and about the plate, the official plate. The both. The plate will be to your address as well. Yeah. Yeah. Wow. Đợi 30 ngày họ sẽ gửi cái bản số chính về. Rồi sau đó mình gắn bản số chính vô là chính. Còn bây giờ mình chạy. How about this is waterproof? Yes. Rainy? Yes. Waterproof? Waterproof. That's paper. It is. Waterproof paper. Really? Yes. Crazy. Yeah, cái bản số bằng giấy mà nó không. Đây cái xe của Việt Lê đây. Wow. Odyssey đời 2019. Good. Yeah, the key. Only one? Only one. Really? Yes. From the factory? No, from used. How about one more? How about one more? We gotta get you to parts then. My God. I'm sorry. Okay, so I need to keep it safety in my pocket. Yes.
Crazy. Ok. Giờ mình lên xe. Bạn mua xe xong rồi. Đi đâu đi? Hướng này, hướng này. Bên này, this way, bên này. Lên xe về thôi. Khát nước quá hả? Đợi đợi ba mua xe khát nước quá hả? Đi đi thẳng luôn. Thẳng luôn bên này, bên này. Đây, đi theo ba nè. Con đi trước đi. Mình vô showroom xe mới nhưng mà mình mua xe cũ con. Mua xe trưng bày ở đây showroom nhưng mà mua xe cũ con. Sang năm ba có tiền ba mua xe mới. Ra cửa. Thank you. Trên led. Đó, xe mình một plug nè. To chưa? Cool chưa? Ok. Đi bên kia cũng được, đi qua bên kia đi. Yeah. Không có mùi đâu, xe mình mới mua mà. Ok, vẫn còn trang showroom mới lên xe. Hello Lori, con thích xe không? Thích xe này không? Nói cho mọi người biết, thích không? Không thích hả? Tại tại sao mà con không thích? Tại nó kỳ. Kỳ hả? Tại nó kỳ hả? Xe này ok mà, từ từ con sẽ thích. Nó to, nó rộng, mình chở được nhiều đồ để mình dọn nhà đó con. Ok ha? Từ từ con sẽ quen, tí nữa bà về bà xách đất cái ghế lại đó cho con. Ngồi sẽ rất là thích. Con hạ hai bên được, con ngồi con gác tay lên được đó. Đó, gác tay lên giống như the boss, like the boss. Yeah. Hai bên lưng bên kia con mở được, con xuống được con kìa. Ờ vậy hả? Ok. Về thôi. Yeah. Hai cả nhà, hôm nay là ngày 25 tháng 7. Tròn 1 tháng Việt Lê tới Mỹ. Và cũng đã mua được cho mình chiếc xe đầu tiên ở Mỹ. Trên đường về ghé ngang cái gà Zappi, một thương hiệu gà nổi tiếng ở Mỹ, fast food thôi, bởi vì chiều ăn lỡ cỡ để tí về ăn cơm mà ăn chơi thôi. Thì ghé vào đây ăn thì trời đẹp quá, quay một thước phim nhỏ nhỏ để ghi nhớ lại cái khoảnh khắc này. Mới vừa ra khỏi cái showroom của Honda luôn. Chiếc xe đầu tiên nó rất là quan trọng mà cả nhà. Chiếc xe đầu tiên ở Mỹ nha, nó cực kỳ quan trọng, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của một người ở tại Mỹ luôn. Hello cả nhà, và một tháng sau họ gửi cho mình qua cái hòm thư này, gửi về nhà mình cái bảng số xe chính thức. Đây, bảng số xe chính thức đây. Bảng số xe chính thức đây. Bây giờ mình sẽ gắn vào thay thế cái bảng số xe tạm thời. Cái này bằng giấy mà cũng chống nước, đi cả tháng rồi mà không rách nè, hay ghê chưa. Giờ mình sẽ gắn cái bảng số xe chính thức vào đây. Yeah. Hoàn tất công đoạn mua một chiếc xe ở Mỹ. Và khoảng 20 ngày sau thì mình mua tiếp một chiếc thứ hai cho bà xã Việt Lê. Là chiếc Jeep Renegade của hãng Jeep của Mỹ đó cả nhà. Ở nhà hôm nay đi mua chiếc xe thứ hai cho bà xã. Chiếc một chiếc Jeep màu đỏ theo ý của bà xã, thích màu đỏ. Showroom Kia nhưng mà mua xe Jeep cả nhà. Đó, đứng với anh xe đẹp trai. Ok, 1, 2, 3. Chiếc này mình mua giá 19.500 và sau đó làm thủ tục giấy tờ sang tên là 20.500, cộng với chiếc kia 20.000 là đúng theo cái kế hoạch ban đầu Việt Lê đề ra là bất triệt là 40.000 để mua được hai chiếc xe. Chiếc này thì mua đứt chứ không có mua trả góp, thì đó, miễn sao cộng cả hai chiếc lại là mình bỏ số tiền ban đầu ra là 40.000 cho hai chiếc xe, là khoảng 1 tỷ để mua được hai chiếc xe.
chiếc này thì đời cao, chiếc này đời 2019. Cũng mặc chiếc kia đời 2019, ok, hai chiếc 2019 hết luôn hả ta. Rồi ok, cảm ơn cả nhà nhiều theo dõi vlog này của Việt Lê, chia sẻ về cái quá trình mua xe ở Mỹ dành cho người mới qua. Chiếc này thì mua Đức thì dễ rồi, chiếc kia mua trả góp thì cần nhiều cái thủ tục giấy tờ cũng như là mình nói chuyện với họ nhiều thứ trình bày hoàn cảnh ra, và đặc biệt lãi suất rất là cao. Mua trả góp với người có credit tốt thì Mỹ thì lãi suất 3-5% thôi à, thậm chí 3% thôi à. Còn mình thì mới vô, mình mua trả góp thì mình chấp nhận ở lãi suất 15-16% để mình biểu tín dụng. 15-16% một năm thì tính ra cũng không nhiều đâu. Mình sẽ bill khoảng chừng 6-7 tháng, 8 tháng là mình trả đứt luôn. Mình không trả hoài. Họ cho mình vay tới 60 tháng lận mà, nhưng mà mình vay khoảng 6-7 tháng mình trả đứt thôi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bấm like, share clip này và đặc biệt là nhớ bấm ủng hộ, bấm nút đăng ký theo dõi Việt Lê nha cả nhà. Xin chào.